Chill News 2 Rắn hổ mang khổng lồ, dạo chơi trong trường học Kỳ nhông tăng đường huyết vì du khách cho ăn nho Rắn vốn là một loài sống ở những nơi như dưới cát hoặc sỏi, mảnh vụn, khớp cây hoặc nút thắt, gốc cây, dưới đá, trong hang dưới lòng đất, dưới rễ, dưới khúc gỗ và trong bụi rậm Vì vậy chúng có thể đến gần những khu vực sinh sống của con người để cư ngụ và mới đây, một con rắn hổ mang chúa dài hơn 3 mét đã dạo chơi đến một trường học ở Hà Tĩnh. Để biết thêm thông tin chi tiết, hãy cùng xem video nhé. Bắt đầu thôi. Giờ ra chơi học sinh ở Hà Tĩnh phát hiện con rắn cực độc dài hơn 3 mét. Giờ ra chơi, học sinh đang vui đùa tập thể dục, thì bất ngờ xa xa có một đồ vật hình sợi dây rất dài đang mắc vào một chiếc lưới. Nhưng khi đến gần, thì sợi dây đó bất ngờ động đậy, và đó là một con rắn hổ mây cực độc dài hơn 3 mét đang bị mắc ở đó. Khi các giáo viên trong trường biết sự việc đã bắt nhốt, rắn dài hơn 3 mét, nặng 2,6 kg, thân rắn có màu đen. Ngay sau đó, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Kỳ Sơn đã báo cáo sự việc với Hạt Kiểm Lâm huyện Kỳ Anh. Chiều cùng ngày, Hạt Kiểm Lâm huyện Kỳ Anh, Ban giám hiệu trường Trung học cơ sở Kỳ Sơn đã phối hợp bàn giao cá thể rắn hổ mang chúa này cho vườn quốc gia Vũ Quang để thả về môi trường tự nhiên. Vào tối ngày 11 tháng 5, lãnh đạo Hạt Kiểm Lâm huyện Kỳ Anh xác nhận thông tin trên và cho biết đơn vị đã tiếp nhận và bàn giao cá thể rắn cho vườn quốc gia Vũ Quang. Được biết rắn hổ mang chúa có tên khoa học là Ophiophagus hana thuộc nhóm 1B là loài động vật nguy cấp, quý, hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ nghiêm ngặt. Rắn hổ mang chúa thường gọi là hổ mang vua là loài rắn độc thuộc họ Elapid, họ rắn hổ, phân bố chủ yếu trong các vùng rừng rậm trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Loài rắn này đang bị đe dọa do mất môi trường sống và được liệt kê là loài sắp nguy cấp trong sách đỏ IUCN từ năm 2010. Tại Việt Nam, mọi hành vi liên quan đến săn bắt, buôn bán, vận chuyển trái phép rắn hổ mang chúa đều bị khởi tố theo quy định. Khóc khi xem phim có thể khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Thường thì các bạn sẽ luôn chê cười một người khi họ khóc khi xem những cảnh cảm động trên phim. Nhưng một nghiên cứu đã phát hiện ra rằng việc khóc khi xem một bộ phim sẽ khiến bạn cảm thấy hạnh phúc hơn. Các nhà nghiên cứu ở Hà Lan đã quan sát 60 tình nguyện viên khi họ xem hai bộ phim rất xúc động là Lovey be a Bella và Hachi, A Dog Town. Mỗi đối tượng được hỏi về cảm giác của họ khi bắt đầu và kết thúc mỗi bộ phim. Khoảng 60% tình nguyện viên đã khóc khi xem Hachi, một bộ phim dựa trên câu chuyện có thật về một chú chó vẫn trung thành với chủ rất lâu sau khi ông qua đời. Lovey be a Bella, Life is Beautiful đã khiến 45% người xem rơi nước mắt trong đó các đối tượng nữ khóc nhiều hơn nam và thường xuyên hơn. Tuy nhiên, kết quả thú vị nhất từ cuộc nghiên cứu là cảm giác của mỗi tình nguyện viên sau khi khóc. Những người đã rơi nước mắt đã trải qua một niềm hạnh phúc trào dâng trong khoảng 90 phút sau khi bộ phim kết thúc. Nhà nghiên cứu tiến sĩ Asmir của Đại học Tilburg cho biết rằng khóc có thể kích hoạt giải phóng oxytocin hóa học cảm thấy dễ chịu trong não. Sau tâm trạng xấu đi khi khóc, cần một thời gian để tâm trạng không chỉ phục hồi mà còn được đẩy lên trên mức trước khi xảy ra sự kiện xúc động. Nhà khoa học thần kinh và nhà nghiên cứu nước mắt, tiến sĩ William Frey, trích dẫn sự khác biệt hóa học quan trọng giữa nước mắt xúc động và nước mắt gây ra bởi các chất kích thích như khói hoặc cắt hành có thể giúp giảm căng thẳng. Đó, anh em thấy chưa? Việc khóc khi xem phim không phải là yếu đuối mà ngược lại sẽ giúp chúng ta hạnh phúc. Theo mình cứ sống đúng với cảm xúc của mình đang có, mặc kệ những lời người khác nói thì sẽ luôn hạnh phúc. NASA sắp gửi hình ảnh con người lên vũ trụ, mong liên lạc với người ngoài hành tinh. Cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA sẽ gửi hình ảnh đàn ông và phụ nữ không mặc quần áo đã được mã hóa lên vũ trụ, đồng thời đính kèm một phân tử ADN. Hoạt động này nằm trong dự án mang tên Beacon in the Galaxy, tín hiệu trong ngân hà. Để không làm người ngoài hành tinh hoảng sợ, những người trong ảnh sẽ vẫy tay niềm nở, Mục tiêu chính của dự án là gửi thông điệp đến nền văn minh ngoài hành tinh nào đang sinh sống trong không gian vũ trụ. Theo các nhà khoa học, hình ảnh người khỏa thân có thể giúp nhân loại liên lạc với người ngoài hành tinh. Các bức hình mang thông điệp sẽ được mã hóa, nhị phân và gửi vào không gian. Các chuyên gia tin rằng người ngoài hành tinh có nhiều khả năng hiểu được loại mã hóa này. Hệ nhị phân có khả năng phổ biến đối với tất cả trí thông minh. Nhị phân là dạng toán học đơn giản nhất vì nó chỉ liên quan đến hai trạng thái đối lập, không và một có hoặc không đèn hoặc trắng nghiên cứu chỉ ra các tín hiệu được mã hóa cũng sẽ bao gồm các khái niệm toán học vật lý cơ bản thông tin về thành phần sinh hóa của sự sống trên trái đất để thiết lập kênh liên lạc trong nhiều năm qua giới khoa học luôn tìm cách để liên lạc với người ngoài hành tinh nhằm mô tả trái đất và loài người một cách ngắn gọn và chính xác nhất có thể trước đây các nhà khoa học đã từng gửi hình ảnh con người vào không gian nhưng không qua chùm sóng vô tuyến hình ảnh được gửi kèm trong tàu vũ trụ Pioneer và Voyager phóng vào vũ trụ vào những năm 1970. Do mất kết nối với tàu vũ trụ Pioneer, các nhà khoa học tin rằng con tàu đã di chuyển ra xa bên ngoài hệ mặt trời. Nếu là các bạn thì các bạn sẽ gửi hình ảnh gì cho người vũ trụ để họ thấy được sự thân thiện, mến khách của trái đất chúng ta? Hãy comment để cho bọn mình biết nhé! Cây đu đủ cao gần bằng tòa nhà 5 tầng lập kỷ lục thế giới. Đu đủ là một loại cây mềm Phần nhánh thừa thớt thường chỉ có một thân cao từ 5 đến 10 mét. Nhưng một cây đu đủ khác thường ở Brazil đã phát triển đến chiều cao mà bất cứ ai nhìn cũng thấy choáng váng. Người nông dân ở Brazil có tên là Tarsicio Flores đã trồng được cây đu đủ có chiều cao lên tới 14,5 mét. Cây đu đủ của Tarsicio Flores đã ghi tên vào sách kỷ lục Guinness Thế Giới trở thành cây đu đủ cao nhất vượt qua mọi đối thủ. Năm 2021, Tarsicio Flores nhận thấy rằng cây đu đủ trong vườn nhà của ông ở Nova Aurora phát triển bất thường, cao hơn nhiều so với bất kỳ cây nào từng thấy. Chiều cao ấn tượng của nó khiến ai đến nhà ông cũng phải chú ý. Cũng vì cây quá cao nên ông không thể tự mình đo kích thước của nó. Ông nhờ người bạn Gilberto Frank sử dụng thiết bị bay không người lái để ghi hình toàn cảnh cho cụ thể. Sau đó ông thuê nhóm chuyên gia để tiến hành đo đạc kích thước một cách chính xác nhất. Các chuyên gia cho biết Cây đu đủ của Tarsicio Floor cao 14,5m, vượt qua kỷ lục Guinness Thế giới trước đó là cây đu đủ 14m thuộc về người nông dân Jatupol ở Ấn Độ. Tarsicio Floor cho biết, đó là một vinh dự rất lớn đối với tôi. Tôi rất vui và tự hào khi trồng được cây đu đủ có kích thước ngoại cỡ. Các hướng dẫn đều rõ ràng để đủ điều kiện lập kỷ lục. Cây phải là cây còn sống. Ông Tarsicio và bạn Gimberto đã phải kiên nhẫn đợi gần 4 tháng để cây phục hồi sau thiệt hại do sương giá. Thường mất khoảng 3 năm để cây đu đủ đạt độ chín và bắt đầu ra quả. Khi cây đạt đến chiều cao khoảng 90cm, có thể xác định được giới tính của cây, hoa của cây đu đủ cái ở gần cuống và to hơn hoa của cây đực. Ta CCO Floor mong muốn tên tuổi Nova Aurora của quê hương ông được nhiều người biết đến bằng cách tranh thủ sự nổi tiếng của cây đu đủ cao kỷ lục này. Đu đủ là một trong những cây ăn quả đặc trưng của vùng khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới ở Brazil. Quốc gia này cũng là một trong những nơi sản xuất đu đủ lớn nhất thế giới. Cây đu đủ cạnh nhà hàng xóm cao vừa vừa mình còn qua cầm tạm mang về được. Chứ cái cây này thì chắc trèo lên được đến nơi thì có khi chủ nhà đứng dưới gốc cây đợi xuống rồi. Kỳ nhông tăng đường huyết vì du khách cho ăn nhỏ. Sau hồi phát triển kéo theo đó là chế độ ăn uống của con người cũng phát triển theo. Cùng với đó là sự phát triển của công nghệ nên có thể giữ được thực phẩm tươi ngon lâu và tạo ra nhiều giống quả mới có lợi cho con người. Tuy nhiên, các nghiên cứu đã phát hiện thức ăn có độ ngọt cao mà du khách cho loài kỳ nhông đá Bahamas ăn khiến loài này có hiện tượng tương đương tăng đường huyết ở người. Loài kỳ nhông đá Bắc Bahamas vốn đã nằm trong sách đỏ, đang phải đối mặt với một nguy cơ mới. Những du khách cho chúng ăn nho như thể đang tưởng nhớ Dionysus vị thần rượu nho của hy lạp những con kỳ nhông sống ở đảo thường xuyên có khách cho ăn nho ghé thăm khó điều tiết lượng đường trong máu tốt như đồng loại sống ở các đảo hẻo lánh ít người xuất hiện nghiên cứu này tập trung vào hai phân ngành của kỳ nhông đá kỳ nhông đá alenkey và kỳ nhông đá isuma cả hai đều là loài đang bị đe dọa nghiêm trọng khi tàu chở khách đến gần một hòn đảo ở bahamas đám kỳ nhông chạy ra bãi biển du khách được phát xà lách và nho để tự tay cho chúng ăn Điều này trái ngược với hành vi trước đây của chúng, chỉ thấy người là bỏ chạy, rất hiếm gặp được kỳ nhông. Từ lâu các nhà sinh thái học đã nhận thấy tác động của du lịch lên kỳ nhông. Đơn cử loài kỳ nhông biển ở Galapagos bị căng thẳng vì hoạt động của con người, khiến chúng giao phối ít hơn và có hệ miễn dịch yếu hơn. Năm 2011, một nghiên cứu khác cho thấy loài kỳ nhông đá Bắc Bahamas tiếp xúc với du khách ăn các chất lỏng nhiều đường và đôi khi cả rác, do đó gặp vấn đề về tiêu hóa. Ở nghiên cứu mới nhất, các nhà khoa học đo đạc và phát hiện những con kỳ nhông được du khách cho ăn có lượng đường trong máu tăng kéo dài, khó kiểm soát lượng glucose hơn so với những con ở hai đảo không có du khách. Các nhà khoa học cho biết đến giờ họ vẫn chưa rõ tác động lâu dài về sức khỏe của hiện tượng này và hy vọng điều này có thể giúp lập ra một kế hoạch du lịch bền vững phù hợp với kỳ nhông và du khách yêu mến chúng. Trên đây là những thông tin khoa học bọn mình mới cập nhật trong ngày hôm nay cảm ơn các bạn đã xem hết video nếu thấy hay hãy ấn like subscribe và comment những thông tin mà các bạn muốn nghe để bọn mình biết nhé giờ thì xin chào và hẹn gặp lại ở các video tiếp theo